Truyện cổ tích Việt Nam. Tiền công cho nhà vua. Ngày xưa, ngày xưa tại Ấn Độ có một vương quốc tên là Panhen. Panhen là một vùng đất nhiều đồi núi và những cánh rừng rậm rạp. Khung cảnh thiên nhiên rộng lớn của vương quốc thu hút mọi con mắt ngắm nhìn, và con người ở đó cũng rất dũng cảm và cần cù chịu khó. Trong vương quốc này có một đạo sĩ tên là Manarama, người có lối sống giản dị và một tâm hồn cao thượng. Ông rất được tôn kính và luôn thực hiện các nghi lễ tôn giáo mà chẳng hề vụ lợi. Ông thường trở về vào buổi tối mà chỉ nhận lấy vài đồng bạc mà thôi. Tuy nhiên, cô vợ Yashoda của ông lại rất khó chiều lòng và thích cuộc sống xa hoa. Cô ta thích quần áo đẹp, sống hòa nhán và được ngưỡng mộ khi leo lên tầng lớp trên. Vào một ngày nọ, trong khi nói chuyện với người hàng xóm, cô ta biết rằng đức vua vừa lên ngôi là người rất hào phóng. Và bất kể ai tới ý kiến, người sẽ chẳng bao giờ phải ra về tay trắng. Nghe vậy, cô ta liền tới bên đạo sĩ. Đức vua của vùng đất này rất hào phóng, hãy tới ý kiến người đi, và thiếp chắc rằng người sẽ ban cho chàng cả gia tài đó. Các bậc vua chúa đều dơ vét của cải bằng các cách thức tội lỗi, chúng ta không nên động đến làm gì. Nhưng cô vợ bỏ ngoài tai và bắt ông phải tới gặp nhà vua để thử vận may. Khi Manarama tới ý kiến nhà vua, người đã đối đãi ông rất đổi kính trọng và đưa ra lời đề nghị. Hãy nói cho ta biết ta có thể làm gì cho ngươi. Thưa bệ hạ, thần không cần chút tiền tài gì cả, thần chỉ muốn 4 đồng bạc do chính người kiếm được mà thôi. Ngươi thật là một người kỳ lạ khi chỉ xin 4 đồng bạc. Mọi người đều cầu xin vàng bạc và đá quý khi tới ý kiến ta. Ngươi thật là muốn nhạo báng ta khi cầu xin ít ỏi như vậy. Nên hãy cầu xin cái khác đi. Không, thưa đức vua chỉ đại, thần không màng tới tiền tài của người. Chúng đã bị xỉn màu bởi tội lỗi. Thần chỉ muốn 4 đồng bạc mà người kiếm được bằng mồ hôi rơi trên vầng trán của người. Thần không muốn gì hơn vậy cả. Nghe những lời của Manarama, cả triều thần chợt lặng thinh, còn nhà vua thì cực kỳ bối rối. Sau khi suy nghĩ một hồi, người cất tiếng nói. Được rồi, ta sẽ ban cho ngươi thứ mà ngươi muốn, nhưng ngươi phải đến vào ngày kia để nhận lấy. Vào ngày hôm đó, khi Manarama trở về nhà, thì cô vợ sốt sắng hỏi ông. Nhà vua đã ban cho chàng gì vậy? Ngươi sẽ lại triệu kiến ta vào ngày kia. Thật tuyệt vời, dường như là người muốn ban cho chàng cực kỳ nhiều của cải đây. Vì nó chỉ có một chút thì người đã ban luôn cho chàng trong hôm nay rồi. Trong lúc đó thì nhà vua đang băn khoăn nghĩ cách để kiếm được 4 đồng bạc bằng chính sức mình. Người chưa từng tự mình làm việc gì và chỉ biết cách ra lệnh cho người khác mà thôi. Nhà vua rối trí vì không biết phải giải quyết việc này như thế nào. Người mất cả đêm suy nghĩ về điều này. Rồi khi trời sáng, người tắm rửa, rồi khoác lên người bộ quần áo rách rưới và lẻn ra khỏi hoàng cung. Sau khi đi lang thang trong thành phố, nhà vua nhìn thấy một người đang đứng trên bậc tam cấp nhà mình nên đã lên tiếng hỏi ông ta. Tôi cần tìm việc, anh có thể thuê tôi làm gì đó không? Ông có thể đi lấy nước giùm tôi được không? Nhà tôi không có đường ống dẫn nước nên phải lấy nước ở vòi nước công cộng. Nhà vua nhận lời nên chàng trai liền đưa cho ông một chiếc bình đất và bảo ông ra ngoài lấy nước. Nhà vua rõ ràng là không quen làm việc nặng nhọc nên chỉ đi được mấy lượt từ chỗ dò nước về nhà chàng trai đã khiến nhà vua mệt mỏi rã rời và mồ hôi tuôn đầm đìa. Nếu ông làm việc với tốc độ này, vòi sẽ cạn và nước của tôi sẽ không được làm đầy. Nhanh lên giùm tôi đi. Ôi không! Tôi rất hối tiếc vì đã thuê ông đó. Ông rõ là một người dễ mến và không hợp với làm việc tay chân. Hãy cầm lấy 4 đồng bạc này là tiền công cho việc mà ông đã làm, cho dù ông chưa làm được gì mà còn làm dở chiếc bình của tôi. Nhận 4 đồng bạc, nhà vua lén lút đi qua các ngõ ngách rồi trở về cung điện từ cửa sau. Thân thể người đau nhức khắp nơi và còn có các vết bầm trên cánh tay nữa. Nhưng vì đã kiếm được số tiền bằng chính mồ hôi rơi từ vầng trán của mình nên nhà vua rất lấy làm vui sướng. Vào sáng hôm sau, khi nhà vua ngồi giữa triều thần như thường lệ, Manarama đi tới và cất tiếng chào nhà vua.
Sau khi làm lụng vất vả, ta đã kiếm được 4 đồng bạc này. Và ngươi hãy tin rằng chính ta đã kiếm được số tiền này. Thưa bệ hạ, 4 đồng bạc này là tất cả những gì thần muốn, vì chúng kiếm được nhờ vào sức lao động chân chính ạ. Tại nhà, Yasoda đang khấp khởi chờ đạo sĩ quay về. Cô ta đang mơ tưởng tới số của cải kết xù mà ông được nhà vua ban thưởng. Manasama trở về nhà và đặt tay nải sang bên cạnh, rồi lấy 4 đồng tiền từ trong túi ra. Đây này, nhà vua đã ban cho ta số tiền mà chính người kiếm được đấy. Khuôn mặt của Yasoda sụ xuống, rồi trong lòng ngập tràn sự giận dữ và nỗi thất vọng. Nhận lấy 4 đồng bạc, cô liền lập tức giận ném chúng vào bồn cây trồng hoa. Thiếp không nên hy vọng quá nhiều như vậy. Manasama lặng thinh, vì ông đã quen với thói cằn nhằn của vợ mình. Mấy ngày trôi qua, 4 mầm cây nhỏ bé đã nhú lên từ bồn hoa. Chúng rất xinh đẹp, cứng cáp, nên cô vợ đã để chúng lớn lên và còn tưới nước cho cây. Chẳng mấy chốc, những bông hoa vàng rực bắt đầu nở trên cây, và dưới gốc thì rải đầy những hạt giống tròn xoe, trơn láng và lấp lánh. Những hạt giống này rơi xuống vào buổi tối, nên Yasoda thu nhặt hạt thành đống rồi để ở góc phòng. Cô không nỡ dứt chúng đi vì trông chúng rất đẹp và bắt mắt. Rồi đến một ngày nọ, có một người bán rau tới đó. Yasoda mua một ít rau, và thay vì trả tiền cho người bán, cô đưa cho bà một ít quả của loài cây đó. Ồ, cái gì thế này? Đây chắc chắn không phải là tiền rồi. Nhưng mà ôi trời, hãy nhìn xem, chúng mới trơn láng và lấp lánh làm sao. Tôi sẽ nhận vậy. Cảm ơn bà. Vậy là sau đó, mỗi khi bà bán rau tới, Yasoda lại trả cho bà một ít hạt lấp lánh. Vài tháng sau, công chúa của nhà vua chuẩn bị cử hành hôn lễ, nên hoàng hậu cần một số ngọc trai có kích cỡ lớn để làm cho công chúa một chuỗi hạt ngọc trai chập đôi. Khi hầu cận của nhà vua đi kiếm tìm ngọc trai, họ được một chủ cửa hàng thông báo rằng ông ta có một số ngọc trai có chất lượng cực tốt, với kích cỡ khác biệt. Đám hầu cận khó mà tin rằng một chủ tiệm tạp hóa lại có số ngọc trai đó, nhưng vì muốn nhìn tận mắt, họ đã đi theo ông ta. Tuy nhiên, ông chủ tiệm đưa ra mấy hạt vàng ống khỏi một chiếc hộp, khiến cho họ cực kỳ kinh ngạc về chất lượng tuyệt hảo của chúng. Ông lấy ở đâu vậy? Có một người đàn bà bán rau sống ở gần nhà tôi. Tôi được bà ấy bán cho với giá rẻ. Có vẻ như là bà ấy không biết được giá trị của chúng. Những sứ giả này cực kỳ tò mò nên đã tìm tới bà bán rau. Bà đã kể cho họ rằng bà nhận được từ nhà đạo sĩ. Nhóm cận thần này liền ra đi và thuật lại chuyện này với nhà vua. Hãy tới chỗ đạo sĩ và đưa ông ta tới đây ý kiến ta. Khi Manarama tới, nhà vua ngạc nhiên một cách thích thú. Ôi trời, là ngươi à? Ta có những hạt vàng óng ánh ở đây đây. Ta vừa biết rằng chúng thuộc về ngươi. Thần có một cái bồn cây, trong đó mọc lên 4 cây hoa. Mỗi tối hạt của cây lại rơi xuống đổ đầy được cả một rổ. Vợ của thần rất mệt mỏi vì phải dọn sạch mỗi ngày. Ngươi có thể lấy chúng nếu như ngươi muốn. Nhà vua cực kỳ kinh ngạc và nghĩ rằng đạo sĩ bị mất trí. Phải tốn rất nhiều công sức và nguy hiểm mới lấy được chúng từ đáy biển khơi. Làm sao mà ngọc trai lại có thể mọc ra trên cây được? Đạo sĩ đưa nhà vua về nhà. Thật vậy, những hạt ngọc trai lấp lánh nằm đầy dưới gốc của 4 cái cây, và vẫn còn thấy hạt ngọc đang lấp lánh trên cây. Nhà ngươi lấy hạt giống của cây này ở đâu ra vậy? Manarama ngây người nhìn nhà vua và lắc đầu. Chúng ta thử đào xuống một chút để xem chúng nảy mầm từ đâu. Vậy là ông bới một chút đất gần rễ cây lên. Rất đỗi ngạc nhiên, ông thấy rằng những cái cây này nảy mầm từ 4 đồng bạc ở trong bồn cây. Đây là 4 đồng bạc mà chàng đã đưa cho thiếp khi trở về từ hoàng cung rồi. Thiếp đã ném chúng vào bồn cây này. Manarama kể lại cho nhà vua nghe toàn bộ câu chuyện. Nhà vua cực kỳ kinh ngạc khi biết chuyện.
Nếu công sức làm việc trong một tiếng đồng hồ đã thu được kết quả tốt đẹp như vậy, thì làm việc mỗi ngày không ngơi nghỉ còn thu được nhiều cỡ nào. Nhà vua trở lại hoàng cung và đến gặp hoàng hậu. Có việc gì không nhà vua? Ta có chuyện này muốn kể cho nàng nghe. Hoàng hậu rất đỗi ngạc nhiên khi nhà vua kể cho người nghe về những cây hoa mang ngọc trai, và thậm chí còn kinh ngạc hơn khi nhà vua kể lại chuyện nhà vua đã kiếm được 4 đồng bạc ra sao. Người đã làm việc sao? Đức vua hùng mạnh lại đi giác bình lấy nước sao chứ? Hãy thôi cười đi nào. Nghe đây, ta cần nàng giúp đỡ ta. Ta muốn kiếm tiền bằng cách lao động chăm chỉ. Vậy là... Ta sẽ làm việc. Nàng sẽ phải trả công cho công việc nặng nhọc mà ta làm, tùy theo mức độ mà ta hoàn thành tốt công việc tới đâu, có biết chưa? Hoàng hậu kinh ngạc trước việc này. Người cố gắng phân trần với nhà vua về chuyện này nhưng vô ích. Được thôi, cuối cùng thì đó cũng là tiền bạc của người cả thôi. Và cách nào có được cũng vậy mà. Vậy là những người làm trong hoàng cung cực kỳ kinh ngạc khi nhà vua làm việc bên cạnh họ. Họ khúc khích cười khi thấy nhà vua đổ mồ hôi để làm việc và phạm những lỗi sai ngớ ngẩn. Nhưng có một câu nói truyền miệng đã lan ra khắp dân chúng và cũng trở thành một châm ngôn mới. Mình không thể từ bỏ. Nếu như nhà vua làm được thì mình cũng làm được thôi. Thậm chí ngay cả Yashoda cũng trở nên trân trọng những gì cô có được và hiếm khi than phiền về chuyện gì. Nhờ vậy là Manasama cũng được hưởng một cuộc sống yên bình an nhiên. Rõ ràng là chỉ có làm việc chăm chỉ thì con người mới biết trân trọng giá trị lao động mà thôi.